Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng sớm nay trên khu vực Bắc Bộ trời vẫn chuyển nhiều mây và có mưa. Tuy nhiên thì thời tiết sẽ nhanh chóng chuyển tạnh ráo trong khoảng từ 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Theo nhận định, ngoài 4 giờ chiều thì mây dông lại hình thành và có thể sẽ mang mưa rào lặp lại. Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày hôm nay thì các phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc. Chúng ta nên mang theo vật dụng che mưa và sắp xếp lộ trình lưu thông phù hợp để tránh kẹt xe ùn tắc. Với các tỉnh miền Trung thì cũng có nắng nhẹ vào ban ngày, tầm 9 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều thì thời tiết thuận lợi với các hoạt động dân sinh, lao động sản xuất. Nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá mức là 33 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh, Huế cho tới Quảng Ngãi thì vẫn có khả năng là xuất hiện mưa rào vào chiều tối nay. Tuy nhiên thì mưa sẽ không mạnh, do đó mà không ảnh hưởng quá nhiều tới việc lưu thông của người dân. Khu vực phía Nam Tây Nguyên sớm nay thì có mưa rào nhẹ ở một số vùng tiếp giáp với khu vực của Campuchia. Ở Nam Bộ là các tỉnh như là Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ. Sau đó thì từ thời điểm từ 8 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều trời sẽ có nắng nhẹ gián đoạn. Tuy nhiên thì ngoài 3 giờ chiều lại xuất hiện mây và gây mưa rào bất chợt. Mặc dù mưa có xu hướng là sẽ giảm hơn, tuy nhiên thì một số nơi vẫn có thể có lốc xoáy và hiện tượng gió giật mạnh trong cơn dông. Bà con nên tranh thủ ban ngày tạnh ráo để tiến hành lao động sản xuất. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì thủ đô Hà Nội sẽ có trạng thái là giảm mưa hơn. Có chăng thì mưa chỉ xảy ra vào thời điểm đêm và sáng, ban ngày thì trời sẽ tạnh ráo và có lúc sẽ hửng nắng. Nên nhiệt độ lúc này sẽ ở xu thế là tăng nhẹ với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày dao động ở trong khoảng là 30 cho đến 31 độ. Thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu và ủng hộ cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là những người trở lại thủ đô bắt đầu một tuần làm việc mới. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên mang bên mình những vật dụng che mưa để phòng tránh những cơn mưa bất chợt có thể kéo đến vào thời điểm chiều tối. Ban đêm thì nhiệt độ tại thủ đô sẽ giảm xuống và duy trì ở mức nhiệt là 25 cho đến 26 độ. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh Bắc Bộ, ngày hôm nay thì khu vực Hải Phòng cũng giảm mưa hơn. Tuy nhiên thì do nằm ven biển nên là lượng mưa tại khu vực có xuống là nhiều hơn tại các tỉnh trong đất liền. Thời gian mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng nên là ít gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất lưu thông của người dân vào ban ngày. Dự báo là nền nhiệt tại thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay vẫn không vượt quá mức nhiệt là 30 độ. Thưa quý vị, do mưa đã diễn ra trong nhiều ngày, độ ẩm không khí còn khá cao. Cùng với những nơi tồn đọng nước chưa được tiêu thoát thì đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho các vi sinh vật gây bệnh phát triển. Chúng ta nên lưu ý là vệ sinh, dọn dẹp môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát, khô ráo. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tình trạng thời tiết tại thành phố biển Đà Nẵng. Vẫn với bầu không khí mát mẻ nhưng mà ngày hôm nay thì mưa sẽ có xu hướng là giảm hơn. Lượng mưa chỉ còn xuất hiện chủ yếu vào ban đêm và sáng. Còn ban ngày thì khu vực này sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến trong khoảng là từ 30 cho đến 32 độ. Dự báo là mưa chỉ tạm thời gián đoạn trong khoảng 1 đến 2 ngày. Đến khoảng tối đêm ngày mùng 4 sang tới ngày mùng 5 thì mưa sẽ có xu hướng là lại tiếp tục tăng hơn. Người dân vùng ven biển cần phải đề phòng với các hiện tượng mưa lớn và gió giật mạnh. Vừa qua đã có vài ngày mưa dông mạnh trên khu vực phía Nam, trong đó có cả khu vực của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên rất may là trong ngày mùng 2 tháng 9, ngày quốc lễ thì thời tiết lại chuyển tốt hơn. Trong hôm nay thì nắng sẽ xuất hiện từ sớm và nhiệt độ cao nhất ngày sẽ ở vào khoảng là 32 đến 33 độ. Sau thời điểm 13 giờ, 15 giờ chiều thì trời lại chuyển mây dông và có thể gây ra mưa rào. Vùng tiếp giáp với Tây Ninh, Đồng Nai thì sẽ có mưa nhiều hơn so với vùng Cần Giờ và Nhà Bè. Du khách khi mà ghé thăm thành phố thì cũng đừng quên mang theo chiếc ô xinh xắn để tránh mưa rào bất chợt. Còn người dân thì nên tranh thủ sửa sang hệ thống cống rãnh thoát nước, bởi vì theo nhận định từ chiều về đêm ngày mùng 4 kéo dài sang tới 2-3 ngày sau sẽ xảy ra một đợt mưa dông mạnh mới trên khu vực các tỉnh Nam Bộ. Ngày hôm nay thì thời tiết tại thành phố Cần Thơ buổi sáng sớm sẽ có thể xuất hiện mưa rào do những đám mây dông từ đêm qua còn sót lại gây mưa. Vì vậy mà bà con chưa nên hong phơi đồ đạc. Trong khoảng thời điểm từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều thì trời sẽ chuyển nắng nhẹ, thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông và buôn bán của người dân, trao đổi hàng hóa bằng cả đường bộ lẫn đường thủy. Tuy nhiên thì thời điểm từ 4 giờ chiều cho tới 8 giờ tối mưa rào lại xuất hiện. Khi mà lưu thông thì chúng ta cần phải mang theo các vật dụng che mưa. Bà con cũng có thể là tranh thủ ngày hôm nay để thu hoạch hoa màu đã tới vụ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.